mấy con đang chạy ra. Wow. Hình như là nó đi bắt cá nè các bạn ơi. Wow. Ui nó chạy hết ra rồi. Nó nhẹ răng ra này. Ui ở đây nhiều cá sấu quá này. Ui. Wow, một con gì bò ra. Ui, hai con, ba con. Wow, một đống cua luôn. Wow, hello, xin chào các bạn nha. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau đấy các bạn ơi. Hôm nay mình có một cái bể màu xanh này. Các bạn ơi, hôm nay bể này chưa có một con cá nào. Bây giờ mình cùng nhau lên xe để đi tìm các con cá nha. Đi thôi. Ho ho. Ui thôi. Ui, rớt xuống cái hồ này rồi. Cái xe của mình đi nhanh quá bị rớt xuống dưới ao rồi đây này. Ui, chị Thỏ đứng đây làm cái gì đây? Đây là cái ao cá của mình mà tự nhiên bạn đâm cái xe của bạn xuống đây. Ui, cái xe của mình á được chị Thỏ cứu vớt lên rồi. Ôi, dưới ao của chị Thỏ này nhiều cá chưa này. Đây là cái ao của chị Thỏ đấy các bạn. Ui, hôm nay chị Thỏ cho mình vớt cá với nha. Rồi, hôm nay bạn xuống mạng vớt cá đi. Hôm nay mình sẽ cho bạn vớt thật là nhiều con cá về để thả vào bể đây. Ai, được rồi. Hôm nay mình sẽ đi vớt cá của chị Thỏ. Đây rồi, đây mình có một cái xô này. Rồi, mình để cái xô ở đây nhá. Bây giờ mình sẽ đi vớt cá nha. Wow. Ui, ở đây mình có cần câu này. Ô hô, bây giờ mình sẽ câu cá nha. Các bạn coi nè. 2, 3, tóm. Đấy, bây giờ để xem con cá nào nó cắn câu của mình không nhá. Bạn thấy là cái ao của mình nhiều cá chưa này? Rứt lên thôi. Ôi. Không được con nào rồi. Hình như ao của chị Thỏ vừa mới cho cá ăn nên là đây con này, cá nó no rồi. Mới cho cá ăn đấy, mình còn trồng thêm những cái cây bèo ở đây này. Wow. Các bạn này. Cây bèo của chị Thỏ xanh đầy tốt thế nhỉ. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái này mình vớt cá xem nào. Wow. Đây, bạn lấy đi. Ui. Không vớt được con nào các bạn ơi. Ui, đây. Ha, mình vớt lên được 2 con rồi này. Wow. Wow. Bạn giỏi quá. Đây, một con cá đầu tiên này. Cho vào đây. Có một con cá to đây các bạn. Đây này. 2 con rồi, mình vớt được 2 con cá rồi đây các bạn ơi. Đây này. Đây. Mình còn trồng cả được á, những cái bạn ốc ở đây này. Wow. Đây á. Wow, một con ốc to thế. Một con ốc này là con ốc gì đây? Ui, đố bạn là con ốc gì ui, đây? Con ốc này á, mình sẽ để đằng này đi. Wow, đây. Mình mò được con ốc này là con ốc bưu vàng nè. Nhìn người nó vàng khè luôn nè. Wow, đây hay chưa? Đấy, ui thôi, đây, mình cho vào cái giọ của mình. Wow, ở đây nhiều cá quá, mình vớt tiếp đi. Đây rồi các bạn ơi. Vớt lên được một con nữa nè. Hai con rồi. Cái ao của mình còn nhiều con cá lắm bạn. Đây. Đây có con gì này, mình sẽ vớt con này nhá. Ui, đây rồi. Mình cho bạn vớt một con cua đây. Các bạn ơi, đây là một con cua này, mình sẽ xin chị Thỏ con cua này mang về. Giỏ của mình đầy rồi, bây giờ mình mang về đây. Đi thôi. Ui, về đến nhà rồi. Đây rồi, chiếc bể màu xanh của mình đây này. Bây giờ mình sẽ để con cua này lên đây nhá. Ui, mình trang trí ở đây này. Bây giờ mình sẽ bắt những con cá vào nhá. Wow, đây một con cá mình cho ra đây cho nó bơi này. Đây mỗi một con cá này. Wow, 2 con rồi. Wow, đây là con cá thứ 3 này. Nó chui xuống dưới kia rồi. Các bạn ơi, đây là một con ốc này. Mình sẽ để con ốc ở trên này nhá. Bây giờ mình sẽ xách cái xô này, mình đi tiếp theo thôi. Đi thôi. Wow, ở dưới ao của chị Thỏ còn nhiều cá quá này. Ao của mình á, mình trồng nhiều cá nhiều lắm các bạn ạ. Ui, đây này. Ôi, đằng sau lưng chị Thỏ này có cái gì đây này. Wow. Cái này đố bạn biết cái gì đây? Đây. Wow, đây là một con robot này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho bạn khám phá một cái hộp thần kỳ này nhá. Wow, cái hộp thần kỳ này. Wow, hello bạn robot nhá. Bạn robot đang làm gì đây? Bạn robot cho mình khám phá ở bên trong với nhá. Ôi, bạn robot đồng ý rồi đây này. Bạn robot đang đi chạy ra đây này. Ôi, bạn robot đang đi ra bên cạnh rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra xem bên trong có gì đi. Mở ra nhá. Bây giờ mình sẽ mở nhá. 2, 3. Wow. Ui, các bạn ơi, đây nhìn là này. Cái hộp thần kỳ của mình. Ui. Đây. Wow, cái hộp thần kỳ này của chị Thỏ này. Nhiều các con vật ở bên trong này chưa này. Wow.
Có bạn ơi, nhìn này, có những con nhẹ này, con bọ cạp này, nhiều quá. Cái hộp này của mình á, ui, có rất là nhiều con vật đấy các bạn ạ. Có cả rumbi này, đấy, một hình em bé vẫy tay này. Wow, bây giờ mình sẽ tút cái này ra xem nào. Hây da, hây da, hây, yeah. Được rồi các bạn ơi. Nào, bây giờ, ô, có một con vịt nó đang chạy ra này. Ui, 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 mấy con đang chạy ra. Wow. Hình như là nó đi bắt cá nè các bạn ơi. Wow. Ui, nó chạy hết ra rồi. Một con vịt đang bị kẹp ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ giúp cái con vịt này á, chui ra nhá. Đây, mình sẽ cho nó ra đây. Wow. Đây, 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 đây. Cho ra đây cho nó chơi nước này. Ui, nó chạy hết ra rồi. Nhìn này, một đống vịt của mình này. Wow, nó cắn hết cá của chị thỏ dưới ao rồi này các bạn ơi. Uầy, các bạn ơi, đây, ui, đấy, ở trong này nhiều á, các con vật này mình sẽ rứt hết cái đúng này, mình mang về nhá. Ui, nhiều con đẹp cưa con kiến này. Cái thần kỳ này á, ui, có đây nữa này. Con vật làm đấy các bạn ha. Con dép này. Wow, nhiều chưa? Ê, mình cho vào đây nhá. Wow, mấy con vịt của mình này. Tắm xong nó lên bờ rồi đấy các bạn ạ. Mình đi tiếp theo thôi xem nào. Wow. Ui, ở đây có cái gì lục cục đây nhỉ? Ôi, mình cũng không biết là cái gì nữa. Ui, bây giờ wow, mình khám phá xem là cái gì ở đâu. Ui, lại tự nhiên lại có một đây này, đây mình chụp nó xem nào. Đây, bây giờ mở nó ra xem nào. Wow, bây giờ mở ra. Mở ra. Nào, không biết là bên trong này có gì đây các bạn ơi. Nào, 1, 2, 3. Wow, nhìn này. Wow, này. Wow, có hai con thỏ trắng. Ôi, ui, hay chưa, xinh chưa này. Ui, già già. Ui, các bạn ơi, nhìn này. Hai con thỏ màu trắng này. Bây giờ để mình lấy thử cây cỏ cho nó ăn thế nào. Ui, này, này, ăn cỏ đi. Ăn cỏ đi này. Ăn cỏ đi. Ui, cái bạn thỏ này không ăn cỏ rồi. Bây giờ mình sẽ bảo bạn thỏ, ôi, đi đi ra ngoài này đi chơi đi. Đi ra ngoài này đi chơi đi thỏ ơi. Đi, đi chơi đi. Bạn thỏ này không chịu đi chơi á, chứng tỏ là đây là cái ngôi nhà của bạn thỏ này rồi. Thôi ở đây chơi đi nhá. Mình đi tìm kiếm các con vật khác đây. Wow, đằng này, đằng này, đằng này. Ui, đây, 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 đây. Wow, có một con gà. Ui, nó ở cạnh cái ao này này. Ui, không biết là ở đây có con gì nhỉ. Ui, ở đây nữa này. Wow, mình thử dốc cái này ra xem nào. Wow, cái gì đây các bạn ơi? Một ống này không biết là có con gì không? Ôi, nhìn này. Wow, một con gì bò ra. Ui, hai con, ba con. Wow, một đống cua luôn các bạn ơi. Ui, ở trong này nhiều cua quá này. Ui, bây giờ mình phải bắt những cái bọn cua này mới được. Ui, nhìn này. Chị Thỏ ơi, mình bắt được nhiều cua chưa? Ui, đây, 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 có một con nữa này. Ui, cho vào đây. Wow, nhìn này, nhìn này. Wow, ở đây nhiều lắm. Đây nữa này. Ui, những cái cạng của nó này. Ý bạn cho thử cái tay vào đây xem nó có kẹp không. Không, có con cua này nó kẹp đấy. Các bạn đừng cho tay vào, các nó kẹp nhau đấy nhá. Các bạn nhỏ nhá. Ừ, rồi cho vào xô hết của mình đi. Đây còn một con nữa này. Đây cho vào đây. Ui, cái rổ của mình được một đống cua rồi các bạn ơi. Nhiều cua quá các bạn ơi. Wow, đây là một con gà này. Ui, để mình xem nào. Wow, một con gà trống này. Đấy, ấy chà chà, nhìn này, hay chưa? Wow, mình sẽ mở cái này ra xem nào. 1, 2, 3. Wow, nhìn này, nhìn này, hai con ếch luôn. Hai con ếch, hai con ếch. Mình sẽ mang những cái con ếch này về. Wow, cho nó vào đây đi. Đây này. Đây, rồi rồi rồi. Hai con ếch rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ mang những con ếch này về nhá. Ui chà, wow, những cái bạn vịt này tinh nghịch quá, mổ hết cá của chị thỏ rồi đây này. Ôi, bây giờ mình sẽ cho những cái con gà này lên đây thôi các bạn ơi. Đây, con gà mình để đây. Wow, ui, già già, một con ếch này. Ui, ui, nó nhảy ra này. Wow, cho vào đây nhá, cho ếch bơi nhá. Đây rồi, còn một con nữa này. Wow. Ê, bye bye bạn ếch nha, bạn ếch chui xuống đây chơi đi. Tiêu. Ai hay chưa các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở trong này nhiều các con vật quá này. Ui, con cua này, con này này. Ui, con bọ cạp này. Con nhện này. Ui, con dép này các bạn ơi. Cho ra đằng này đi. Ui, ở trong này nhiều quá. Wow, mình chắt nước đi nhá.
Wow, các bạn ơi nhìn này. Ui, thôi một con cua nó nhảy xuống dưới ao rồi. Đây rồi, bây giờ mình sẽ bắt tiếp theo nào, một con bọ cạp nữa này. Ui, cua này. Wow. Cua. Đây, cho nó vào đây. Cho vào bể của mình nhá. À, tiếp theo xem nào. Wow, lại một con bọ cạp nữa này. À, mình sẽ để ở trên này. Đấy. Mấy con cua nữa này các bạn ơi. Wow, cua. Chiu. Hay chưa? À, tiếp theo. Cua nữa này các bạn ơi, nhìn này, cua này. Chiu. Hay chưa? Tiếp theo. Cua nữa này. Ây, chiu. Mấy con cua đã mình bỏ vào trong này rồi. Bây giờ mình lại lấy cái xô này á, mình lại đi bắt cá tiếp theo thôi. Wow. Ui, mình phải múc một ít nước mới được. Rồi. Ui, đi xuống dưới ao của chị Thỏ bắt cá thôi. Không á, mấy bạn vịt này á, bắt hết cá mất của mình đấy. Ui. Đây. Ui, mấy bạn vịt này á, định bắt hết cá của mình đấy. Đây này. Ui, mình phải bắt hết cá. Bạn ấy gố mạng quần có những con cá to chưa đấy các bạn này. Rồi, chị Thỏ bắt cá đi. Đây, wow. Bắt cá nha các bạn nhá. Đây này, nhiều đủ các con vật luôn đây này. Đây này. Ui, đấy, nhiều chưa? Đây các bạn ạ. À, đây đằng này, mình thấy một con này. Đây. Wow. Ui, mình bắt được một cái con ốc to ở dưới ao mình to chưa này. Đâu. Ui, đây các bạn có biết là ốc gì không? Đây là con ốc tài tượng đấy các bạn ạ. Wow, to thế. Ở đây nhé. Đây. Ui. Để mò tiếp xem là có con gì không. Wow, đây này. Con gì đây? À, một con ngỗng. Quắc. Rồi, các bạn ạ. Cho con ngỗng vào đây. Ui. Wow, mình bắt được một con tôm rồi. Các bạn biết đây là con gì không? Đây là con tôm hùm. Ui, ở đằng này nữa này. Wow. Có một con vịt nè. Ui, bây giờ mình rồi. Sẽ dở những cây bẹo này lên để xem còn con gì không nhá. Còn con gì không? À, hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mang cái xô này cá này về nhá. Còn một con cá này. Rồi, cho vào đây đi. Rồi, mình mang về đi. Mình sẽ mang lên trên này, mình để vào cái bệ xanh của mình. Đây rồi, con cá này mình sẽ để ở góc này nhá. Rồi, wow, con vịt mình sẽ cho xuống đây cho nó bơi này. Ui, nó bơi này à. Wow, đây nữa này. Đây là một con ngỗng con vịt này. Wow, mình để ở đây nhá. Ui, hay chưa. Còn những cái con cá này, mình sẽ bắt mình cho xuống dưới này cho nó bơi nhá. Wow, đẹp chưa này. Ui, nhiều cá quá các bạn ơi. Nhiều quá. Đây nữa này. Wow, nhiều quá. Bây giờ mình sẽ đổ hết cá này xuống đây nhá. Ây, đây. Ui. Rồi, các bạn ơi. Như vậy của bể cá của mình này. Wow, dần nhiều cá lên rồi các bạn ơi. Wow, có các con vật ở đằng này này. Nhiều lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang cái xô này đi tìm hiểu các con vật tiếp theo thôi. Wow, những các bạn vịt của mình này. Đi thôi. Ui, các bạn ơi. Ở đằng này có cái gì đây này. Wow, có cái gì đây. Lấy con Thỏ ra đây cho mình xem nào. Wow, đây rồi. Đây lại một cái gì đây này. Các bạn ơi. Ui, còn một con cá sấu này. Ui, cá sấu này. Một con này là con zombie các bạn ơi. Wow. Ui. Bây giờ để mình hút cái con này ra xem nào. Hút chà. Ui chà, yeah, một con zombie đã mình hạ gục rồi. Còn một con cá sấu này nữa. Ui chà. Được rồi. Nào, bây giờ mình sẽ mở cái này lên. 1, 2, 3. Wow. Nó nhẹ răng ra này. Ui, ở đây nhiều cá sấu quá này. Mình bắt nó bỏ vào thôi đi. Con cá sấu này nó đang chạy đi đâu đấy? Ui, kìa. Ở đằng này có một con gì nữa ấy. Ui, đây. Nó đã bỏ lại đây này. Wow, đây. Nhiều cá sấu quá, nó đang bỏ lại đằng này này. Ui, để mình lấy cái chẹp này. Mình bắt những cái con cá sấu này nhá. Wow. Bắt được một con bằng tay rồi này. Đấy, cho vào đây đi. Đây này, đây còn một bạn cá sấu nữa này. Ui, con cá sấu này nó nhe răng ra này. Ui. Các bạn ơi, các bạn biết gì đây không? Ở đây này, có một con thỏ với một con ốc sên này. Wow. Ui.
Wow. Các bạn ơi, con thỏ mấy con ốc sên này đang làm gì đây này? Wow, để mình hút nó ra này. 1 2 3. Được rồi. Ui, cái bạn ốc sên này dễ thương quá này. Cho vào đây luôn. Ui, không biết là có gì ở trong này đây. Mình sẽ lật ra xem nào. Wow. 1 2 3. Wow. Một con rùa, một quả trứng. Ui, con cá sấu này định chạy các bạn ơi. Cho vào đây. Con cá sấu này nó bơi này, to chưa này. Ui, các bạn ơi, đây có một con rùa to thế nhỉ. Cho vào đây đi. Wow. Ui. Đây này, các bạn ơi. Rùa sao lại chạy ra đây này? Wow, mấy con rùa đá này các bạn ơi. Ui, đây một con đấy này. Wow, đây một con xô rùa rồi các bạn ơi. Đây có một cái quả trứng màu xanh này của con gì nó đẻ ra đây này. Bây giờ mình mổ ra xem là có quả gì đi. Bây giờ thỏ xem mở quả trứng này ra xem nào. Ngâm. Con gì đây? Các bạn ơi. Hai con cua luôn. Các bạn ơi, như vậy là quả trứng của chúng mình nó mở ra hai con cua này. Ui, hai con cua này hay chưa? Mình sẽ đổ vào đây xem nào. Ui, mấy con cua luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mang cái xô cua này đi về nhá. Này, đi về thôi. Đi về là đi về. Ui, mấy cái con vịt này nó quẩy hết cá của mình rồi. Đây rồi. Ui, các bạn ơi, về đến nhà rồi. Đây là cái bể cá của mình này. Bây giờ mình sẽ bắt những cái bạn rùa này ra xem nào. Ai da, cho một con xuống nha. Ấy, nó bơi được kìa. Wow, đây nữa. Đây là một con rùa gì các bạn biết không? Một con rùa đại tướng luôn. Cho nó xuống đây cho nó bơi nè. Wow, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ hết những cái con cá sấu này xuống đây nhá. Ai đổ này. Ui cha. Ôi, mình đổ hết xuống rồi. Wow. Cái bể của mình đẹp chưa kìa các bạn kia. Đây, nhìn thấy chưa? Cái bể của mình đẹp chưa này? Có các con vật luôn ở trong này này. Wow, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy một ít nước nhá. Mình thử đi. Ôi, ở trong này á, mình vớt ra được một con vịt rồi. Bây giờ mình sẽ để con vịt ở trên này luôn nhá. Bây giờ mình sẽ đi bắt cá tiếp theo thôi các bạn ơi. Rồi, lại lên chiếc xô, đi tiếp theo thôi. La. Wow. Ê, vịt này. Ui, mấy bạn vịt này lại đi đâu đây? Ô các bạn ơi, mấy bạn vịt này lại dẫn mình ra đây này. Wow, ở đằng này này có một chiếc bể màu xanh này các bạn ơi. Ui, wow. Chiếc bể màu xanh này có cái gì đây? Ui. Wow, các bạn ơi, những chiếc bể màu xanh của mình ở trong. Ôi, nhìn này, nhiều cá nè. Ê, chị thỏ thử bắt cá đi xem nào. Bây giờ chị thỏ sẽ bắt cá cho các bạn xem nhá. Hai. Ui, chị thỏ bắt cá này. Wow. Ui, mình bắt được một con cá to chưa này. Đây nữa này. Mình bắt được một con bò này. Con gì đây? Đây là một con bò sữa đấy các bạn ạ. Wow, một con bò sữa luôn. Ui, nhìn này, cho vào đây nhá. Một con cá nữa này. Wow, bắt cá đi. Đây. Mình cũng bắt được một con cá vàng. Một con cá nữa này. Bắt hết cá ở trong cái hồ này đi. Một con cá bé này. Wow, nhiều chưa này các bạn ơi. Đây. Ui, đây nữa này. Wow. Ui, nó rơi. Wow, cho vào đây. Ui, một con nữa này. Đâu. Wow, đây này. Đấy. Wow. Thôi, rớt rồi. Ui, được rồi. Có con gì lấp ló đây này. Ui, wow. Đây là con gì nhỉ các bạn ơi? Coi đây là con gì đấy nhỉ? Wow, đây là một con cua đấy các bạn ơi. Cho vào đây luôn nhá. Đây là một con gì đây? Con đấy là con hiêu cao cổ đấy. Wow. Rồi đi về thôi, hết cá rồi. Rồi, hết cá rồi các bạn ơi. Ôi, úi trời ơi, mấy cái bạn vịt này lại nghịch ở đây rồi. Wow, mình lên đây. Wow, đến nhà rồi. Ai bây giờ mình sẽ nhặt những cái con cua này nhá. Mình lẻ con cua lên đây nhá. À, con bò này các bạn ơi. Để con bò ở đằng này đứng nhá. Wow. Bạn ơi, nhìn này. Đây rồi. Wow, nhiều cá lắm này.
Bây giờ mình sẽ bắt hết cá về nhá. Wow, nhiều cá chưa? Wow, bây giờ mình sẽ bắt hết cá vào nhá. Ui, nhiều chưa này các bạn ơi? Wow, đây, nhiều ơi. Lắm các bạn ơi, nhiều wow. Cá chưa này? Nhiều cá, ui, nhiều cá luôn. Ui, đấy, nhìn thấy chưa? Wow, hôm nay như vậy là mình bắt được bao nhiêu cá này để bỏ vào bể này? Các bạn ơi, các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn like và chia sẻ kênh cho mình nhá.